Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một chiếc Jack Madone Jack Madone SL6 đời 2019. Chiếc này size to nha mọi người. Ống ngang là 56. Ống đứng là mình đo tới cái hết cái màu đỏ của cốt yên là 62. Xe này chắc chỉ dành cho những người cao từ 1m78, 79 trở lên thôi, chứ dưới đó chạy không nổi đó nha, chạy nó với lắm. Xe về thì có trọng lượng là 8,2 kg, full carbon, rất là nhẹ, có bảng sườn to. Thì hôm trước mình có làm cái clip khui thùng đó, nhưng mà chiếc này mua về nó mới quá rồi, chỉ lao sơ sơ rồi quay video clip được rồi. Xe này được mình mua trực tiếp từ bên Nhật và đi theo đường bay về Việt Nam nha mọi người, có giấy tờ mua bán của chủ cũ. Rồi để mình đi vô chi tiết cho mọi người xem nha. Lâu lâu cũng săn lùng được mấy chiếc xe bản to mà xe đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là mới, bóng lưỡng à. Mình kiếm chỗ chày cũng không thấy chỗ chày nữa mọi người. Xe này là xài bộ rúp Ultera R8000, Shimano Ultera R8000 nha, là đời cao dữ lắm nha. Nó chỉ thua có dòng Durace nữa thôi. Nó xài cái bộ thắng độc quyền của Jack, ôm vô mát, ôm vô cái phuộc luôn, tay lắc. Xe thì xài bộ rúp này là có hai dĩa 11 lít. Mọi thứ còn mới lắm. Ở đây chủ cũ người ta kỹ, người ta dán đề cam trong đây nè. Về anh em mình cạo cạo ra, cạo ra là nó sáng ra. Cái điện thoại mình quay dở quá. Đời này chắc là bằng carbon rồi mọi người ơi, tay lắc này chắc bằng carbon rồi. Xài niềng Shimano RS phục carbon, cả hai bên đều còn bóng láng. Xài cặp vỏ Victoria 725C, vành nhôm 2 lớp. Cái vỏ này rất là mới nha. Mình quan sát mình thấy nó còn cái chỉ chính giữa nè, cái đường chỉ chính giữa cũng còn nữa nè. Cái này là người ta rất là ít chạy nha mọi người, cái đường chỉ còn nữa đó. Đó, đùng Shimano RS500. Cái đầm này đẹp quá, cái nước xi của nó rất là đẹp, cầm ni nóc. Mọi người coi cái dàn trên của nó nha, được chưa, rất là bóng luôn. Madone cột yên, yên cũng còn mới luôn. Yên này là của Bonsinger nè, có chữ Bonsinger ở đây nè. Đó, mới tin nè. Xe này đời 2019, đời rất là cao cho nên là bồ nó cũng còn khá là mới nha mọi người. Xe này về khỏe quá, khỏi cần phải vệ sinh gì nhiều, lao sơ sơ thôi. Ở đây nó có cái hộp, ở trong đó chứa những cái dây âm sườn đi trong đó đó. Này có sườn bản bự lắm nha, chắc cỡ bằng 4 ngón tay của mình để lên cái bản này nè, bự dữ lắm. Cái này là nó là cái hộp vuông, dưới này là bản bự, nó vuốt nhọn xuống đây, nó hơi bầu xuống đây là để lướt gió nè. Giờ Ultera có cái tem gì của Nhật đây. Ở trên cái giò dĩa nó có một vài điểm chày nha, mà cái người chủ cũ á, người ta dùng cái bút gì đó không biết, bút gì ở bển Nhật á, người ta chấm vô đây nè, nhìn kỹ cho thấy nè, đây nè, đây nữa nè, đây nữa nè, đó, có vài chỗ chày trên cái giò dĩa. Răng dĩa cũng còn khá là tốt. Xích này là cũng đi theo xe luôn. Xích này đã coi chữ gì đây?
quên coi chữ rồi, nhưng mà đi cũng là một bộ rúp đi theo xe luôn đó mọi người. Bánh bộ là theo xe luôn nha, nguyên một bộ luôn. Cái đùm sau nó cũng khá là đẹp, mình thích cái cặp đùm này quá. Bếp cũng còn khá là mới. Cái cùi đề Ultera này nó có chày ở đây à, chủ cũ người ta dùng cái bút màu đó, đó người ta quét lên đây nè, có chày chút ở đây. Dây thì âm sườn. Mọi người thông cảm nha, mình quay bằng điện thoại cho nên là nó không được đẹp lắm đâu. Hắn sao nè, hắn độc quyền luôn, quá đẹp nha mọi người. Ở đây nó có cái công nghệ giảm chấn ESO Speed nè, công nghệ độc quyền của Jack luôn. Ở đây nó có cao su trong đây nè, để nó hấp thụ chấn động á. Khi vô chỗ dằn sóc là ở đây nó sẽ hấp thụ chấn động ở đây. Thường thì mình thấy trên cái dòng là Domane nó mới có. Sao cái này là Vano D, chắc là đời cao này sau này nó có. Xe về thì không có rộng nước nha. Carbon CLV 500 ha. Made in Taiwan. Hồi qua bển quay chữ bên kia đi. Xe này về cũng khỏe lắm mọi người ơi, vô có làm gì lao chù sơ sơ là bóng luôn rồi. Công nghệ thắng nó làm độc quá. Cái ghi đông này, cái ghi đông này là 43 cm nha mọi người. Bông tăng này là 11 cm. Dây quấn đồ cũng còn mới tinh. Đây có hai cái logo của Bollinger luôn. Ở đây có một cái bát gắn sẵn cho mình cũng của Bollinger luôn nè. Cái này để gắn đồng hồ hay là gắn camera vậy đây nè. Rồi để mình quay mặt bên kia cho mọi người xem nha. Đây là mặt bên trái của xe nha. Cả hai bên đều đẹp như nhau, không có điểm nào chày hết, không có chỗ nào chày hết. Tuy nhiên thì trên xe này nó cũng có một cái điểm trừ, thì để một lát nữa mình sẽ nói cho mọi người nghe cái điểm trừ của nó là cái gì. Càng thắng của nó đây. Phụt đây. Thường những xe đã qua sử dụng là nó hay bị chày ngay cái phụt đó mọi người. Nhưng mà xe này thì mình thấy không có chày. Mọi người thấy bên đây nó có một cái lỗ đây nè. Mình cũng không hiểu lỗ gì nữa nha, nhưng mà hai bên đều có hai lỗ hết nha. Mình nghĩ cái đó là cái đặc điểm kỹ thuật gì của xe đó. Anh em nào biết thì vô comment giùm mình ha. Đầm quá đẹp luôn, nước xi. Tuy bật nhanh cũng như nó luôn. Bữa nay trời mưa, không có chút nắng nữa, trời âm u quá. Made in Taiwan, ở đây có cái tem gì có chữ Nhật đây nè. Không thấy luôn. Nó phối cái tem này rất là đẹp nha mọi người. Nếu mà màu đỏ không mà có cái chữ check không như vậy á, thì nó không có đẹp bằng à. Nó phối thêm một vài cái chữ lên. Segafredo gì đó. Mình cũng thích cái chỗ phụt này lắm nha. Đang là màu đỏ không, nó đệm vô một miếng trắng và một miếng đen, nhìn nó rất là cá tính. Đây mọi người xem là nó bóng từ trên tới dưới. Bóng nó không có điểm chày nè đâu. Cái giò này cũng lái có luôn nè. Cái giò bên kia thì có chày chút xíu, chỗ cái dĩa cho bên đây là nó bóng luôn. Mà nó làm cái chữ Ultera này giống như là inox vậy đó, nó ánh kim lên. Quay ở đây thì nó không thấy.
sao. Mới cái vỏ sao cũng là mới lắm nè mọi người. Nó còn cái chỉ giữa luôn nè. Đó. Vỏ Victoria luôn. Đi theo xe luôn. Xe này mình thích nhất là nó có cái công nghệ EOSpeak ở ngay chỗ cái cốt yên nè. Mình khoái cái đó là. Ở đây có tem UCI đây nữa nè. Dưới cái lườn này á, là nó đệm màu trắng có cái chữ gì đây nè. Go and Psychic gì nè. À, dưới cái lườn nó là màu trắng. À, mình thấy cái sườn này cũng giống như cái chiếc Specialized hôm trước mình có bán một chiếc đó. Chỗ này nó hơi cong lên nè. Hơi cong cái này lên. Nhìn rất là ngầu. À, mình quay kỹ chút xíu đặng cho những anh em nào mà có ý muốn mua xe thì họ cần phải coi kỹ vậy đó. Nói chung là không có điểm chày đó. Mọi người cứ hình dung ra được đây một chiếc xe đã qua sử dụng mà không có điểm chày. Lâu lâu mới săn lùng được một chiếc xe mà nó còn mới như vậy. Chủ cũ người ta rất là kỹ luôn. Mấy cái đầu của cái giò dĩa nè là người ta có dán băng keo lại nè, cho khi mà chạy đá nó bắn từ bánh trước vô đây nè, người ta có dán băng keo lại nè. Người ta rất là kỹ. Đó, xe này là made in Taiwan nha mọi người. Jack là một thương hiệu của Mỹ nhưng mà nó được sản xuất ở Đài Loan để xuất qua Nhật. Cho nên là mình sẽ có giấy tờ mua bán từ bên Nhật. Đây là giấy tờ mua bán. Này, cái kiến mình hay đeo. À, chiếc này mình có về một số kiến loại này để mình phục vụ mấy anh em nha. Mình sẽ giới thiệu nó ở trong cái video phụ tùng nha. Một tờ giấy nè, đang làm nó bay xuống đất nào không ai dính tùm lum hết trơn. Giấy mua bán. Đây. Madonna nè, SL6 nè, R8000 nè, 2x11. Size 56. Đây nè, WTU248. QU0087N. Này. Đó, 0087N. Dưới cái lườn nó cũng mới vậy lắm nha mọi người. Dường như là nó không có chỗ chạy đâu. À, chiếc xe này nó có cái điểm lạ là như đây nè. Khi mà mình bẻ lái qua lại á là hai cái mang nó mở ra. Đó, cái mang này nó mở ra. Bẻ qua đây là cái mang này nó mở ra. Buông ra nó khép lại. Thông cảm nha, mình quay có một tay à. Giống hai cái mang cá nó mở ra vậy đó. Nhưng mà bẻ thẳng thì nó khép lại. Nhìn nó cũng hài luôn. Rất là hài không rồi. Rồi mình xin báo lại là cho mình xin lập lại cho những bạn nào mới vô trễ chưa có xem được đó. Đây là dòng xe Jack của Mỹ, Jack Emuda SL6. Có chiều ngang, có chiều dài của ống ngang là 56 cm. Chiều dài của ống đứng là 62 cm. Là đo tới cái cốc yên, cái cọc yên á. Cái này dành cho những người cao từ 1m78-79 trở lên mới chạy vừa nha mọi người. Xe được mua trực tiếp từ thị trường bên Nhật và theo đường bay về Việt Nam. Có giấy tờ mua bán luôn. Xe có trọng lượng là 8,2 kg. Mình xin báo giá chiếc xe này. Xe này mình đang bán với giá là 50 triệu chẵn nha mọi người. 50 triệu chẵn tròn luôn. Mình miễn phí ship toàn quốc cho mọi người. Nhận hàng xong rồi thanh toán tiền. Chỉ cần đặt cọc cho mình một ít tiền để mà đảm bảo là nhận hàng thì mình sẽ ship hàng thôi. 50 triệu cho một chiếc xe full carbon đời 2019 bản bự, xách tay từ bên Nhật về.
Rồi ai anh em đồng ý vừa bắt cái chiếc xe này liên hệ Zalo với mình ha, để mình gửi thêm những hình ảnh chi tiết cho mọi người xem ha. Ở trong video kế tiếp thì mình sẽ đăng một số cái phụ tùng, mình cũng có về một số phụ tùng rồi. Để xong chiếc này đi rồi mình sẽ đăng cái clip về phụ tùng. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha. Mọi người cảm thấy có hợp lý thì liên hệ với mình nha. Và nhớ nhấn nút đăng ký kênh của mình để kênh ngày càng phát triển. Cảm ơn mọi người. Xin chào.